chiếc xe này là sáng mai 6 giờ rưỡi sáng là mình dậy để mình lấy chiếc xe này mình đi theo mấy cô mấy chú lên rừng hái măng nè. Chiếc xe này của dì Mười, mình mượn đỡ. Chiếc này là siêu xe của dì Mười luôn. Chiếc xe để dì Mười đi mần ăn. Chiếc xe dì Mười mua lâu rồi dì Mười? Dì Mười mua lâu lắm hả? Chị mơ dì Mười cho khách mượn nha. À, khách đi, khách đi. Hả? Xe này. Hả? Chị Mười ơi, mấy người dân tộc á, ai cũng đi hái măng hết hả? Không có mấy người đầu người ta khổ, người ta dù khó lắm thì mới đi được chứ còn bình thường thực lắm. Dạ. Thì đấy nó xa với leo đồi núi, người đầu khỏe mà đang nghèo đang khổ lắm. Dạ. Còn người đủ ăn. Cô đang chạy tước rồi à, cái đường này thì dằn dữ lắm, dằn mà mình đi chiếc xe này đó vô sớm à, bỏ xuống sớm à, chạy nghĩ cái câu bỏ. Mình đi tới chỗ đây là núi gì mình không biết nữa. Núi gì vậy? Núi này có tên không dạ cô? Hả? Núi này có tên không? Núi Đa Mi. Dạ. Ở đây có dạ. À, xe thì mấy cô mấy chú giấu trong bụi lùm này rồi mình cũng để đó luôn. Sáng sớm là mình chuẩn bị là bánh mì, nước uống, để trong ba lô này rồi thêm theo mỗi đứa thêm bộ quần áo nữa, rồi nón nải, rồi thêm một đôi này nữa nè, đôi ủng, đặng leo núi mới được. Giờ mấy cô sáng mấy cô ăn cơm chưa? Chưa. Dạ, giờ mấy cô mới ăn cơm. Mình cũng ăn luôn Yến ơi, lấy bánh mì ra con. Lấy bánh mì. Mấy cô đi sáng là 6 giờ rưỡi à, mấy cô bắt đầu đi à, đi tới đây là giờ mấy giờ Yến? Con biết không? Chỗ hết xăng rồi. Chỗ hết xăng 8 giờ hả? Hồi nãy là mình đi xe bị hết xăng 2 lần. À, mấy cô ngồi đại ở ngoài đường rồi ngồi dưới mưa luôn. Ở đây thì trời đang mưa lâm râm. Hồi nãy là đi có khúc mưa, mưa có khúc không mưa, có khúc mưa, có khúc không mưa. Mà đường quanh co. Mình với Yến thì có chuẩn bị đem theo bánh mì à, với nước uống. Rồi hồi nãy ghé vô tiệm bánh mì mua bánh mì chứ mình không có đem theo cơm. Rồi Yến con bỏ cái vỏ tắn vô cái vỏ màu đen đi. Rồi con để xuống đất đại đi. Với quả hồi nặng lắm. Thì cá nặng lớn không nổi luôn. Chặt thiếu.
Chú không ăn cơm hả chú? Không ăn ở nhà. Dạ. Chú ăn nước chẳng. Ăn có nửa chén nè. Dạ. Ăn nửa chén thôi. Dạ. Chỉ ăn nhiều là đi lên rừng lên núi rồi. Dạ. Cô tên gì vậy? Cô hôm qua con quên hỏi tên cô. Cô Hạnh. Cô Hạnh. Dạ. Này cứ ăn đúng tuần rồi không? Ăn lỡ. Bao sáng lần lượt xin mời yêu anh em xin được cô nấu cơm hồi sáng sớm hả cô? Nấu cơm hồi 3 giờ đó. 3 giờ sáng. Dạ. Anh lại không có gì thích nó dạ, không được ngủ. Dạ. Dạ. Mấy chị ở đây là cũng ở gần nhà cô hay là bà con cháu của cô? Bà con cháu con ở gần con á. Dạ. Yến ăn đi con. Ăn đi có gì đâu mất cỡ. Trời ơi. Ăn ghế đi, ăn lẹ đi, để hồi mấy cô đi, mấy cô bỏ mày vợ cỡ đâu mà mất cỡ. Đây cho cô Khánh nổ. Thấy cô Khánh chưa ăn gì luôn nè. Mà chết em, cái nón bảo hiểm của Khánh chừng chưa lột xuống nữa. Ê, hình thù mình đây. Hồi nãy đi cái thú nó bị sạc đất xuống. Nó sạc ngang lộ đường cao, nó nguyên một khúc xe lặn lại luôn. Yến ngồi là ở sao la làng không? Có nhiều cái vui dữ lắm. Hỏi lắm lúc mà, tại vì mình dí theo mấy con quá. Mình dí heo, mình chạy nhanh đó, mình dí heo, mình hao ho cho nên là không có quay được mấy cái khúc hiểm trở đó. Có nhiều khúc hiểm trở ghê lắm, ẩu gà sụp lên sụp xuống, đường thì nó ấy lây ha, mà mấy cục đá nhỏ vậy là mình chạy xe ra mà bẫy lầy luôn. Rồi đi qua cây cầu có suối, rồi đi qua ở trên cái độ cái chỗ mà cao thiệt là cao, mà nhìn xuống cái là vực thẳm bự thiệt là bự, nhìn qua bên kia thấy mây một cục bự chảng luôn, bay. Hồi sáng này là mình dậy hồi 5:30, mình dậy mình đánh chân đúng không? Xong mà chạy qua dì mồi đưa chiếc siêu xe của dì mồi cho mình đi bằng ăn. chiếc siêu xe của dì mồi sáng dì mồi mình cũng sơ ý, mình quên đổ xăng, với lại một phần nữa là dí theo mấy cô chờ mình hết 10 phút à, mình dí theo cho mình cũng quên là coi cái bình xăng nó còn hay ít. Cho nên là mình nhảy vừa đi á, mình hết xăng một lần á là hết xăng, một lần á là chết máy giữa đường. Mình dí theo mấy cô chạy nhanh lắm, cái đường này thì nó cứ cong cong quẹo co ba cua hình chữ cờ nhỉ. Rồi mình ở dưới đây lên á, mình cũng chạy không có quen không, cũng hay dí theo, cũng nguy hiểm, đường nguy hiểm, đường trơn nữa. Là sáng này mấy bữa nay thì trời mưa, sáng này trời cũng mưa, đường chưa khô gì hết á. Mà mình đi thì mình thấy núi gần có nhiều cái cảnh đẹp dữ lắm, đẹp. Nhìn ở trên mình đứng ở trên núi, mình nhìn xuống dưới kia mình thấy cái hồ bự lắm, mà nhìn thấy nó đẹp làm sao á. Rồi nhìn qua bên kia thì nhìn xuống thì thấy thung lũng, nhìn lên trên á thì thấy cái núi, có núi đá, có thác, rồi có mây nữa. Có nhiều cái lắm mà mình không có đứng lại được, tại vì lúc đó là phải dí chung hồi lát nữa mình không biết đường đi. Mẹ hết ta cũng cho mình cơ sĩ ổn, cơ sĩ.
Ăn cá vàng hay ốm nó còn mình coi cái gùi của cô thử. Chơi xà bát hả con? Xà bát. Xà bát. Xà bát chứ không phải xà bát. Nhỏ. Nhà già có măng. Dạ, đấy là măng. Mình đào là đầy cái gùi đó là mình về hả con? Mới gùi là mới về. Cái một tạ rồi mới về. Dạ. Một tạ mình vừa làm. Người năm chục ký. Hai người một tạ. Một người phải 50 kg hả chị? Ừ. Được mình cũng đúng giờ mình về. Cô mấy cô mấy chị ăn cơm xong rồi. Rồi mình có đem cơm theo lên rừng không cô? Không. Mình để lên xe hả? Ừ. Dạ. Ăn biết rồi con, ăn chậm quá hồi bị bỏ á. Ăn để chạy chứ mày, chúng mày ăn để ngon. Chơi cầm chi lây hay lại thì là lây hay hiểu gì. Mình lấy bao lát nữa mình đựng măng hả hả con? Nhà cô lấy gùi rồi còn lấy thêm bao nữa. Đen, dạ. Để lâu sợ đen măng. Để lâu sợ gì chú? Sợ nó đen. Đen măng. Ừ. Dạ. Để lấy một cơ, để lấy một cơ. Cơ quá thì quẩy cái gùi măng. Lát nữa mình thì quẩy cái ba lô. Được đâu có gì đâu. Quẩy máy mà. Đúng rồi. Anh vừa ăn vừa chạy. Mấy cô bỏ thêm một cái túi mũ vô một cái bao nữa. Đang giữ măng cho đẹp, đặng dễ bán. Mấy chị lên đây thay quần áo vô. Mấy lớp? Ủa mình bận mấy lớp quần áo được hả cô? Chi vậy cô? Mình bận nhiều lớp quần áo chi vậy? Ngứa, ngứa mà. Dạ nó ngứa. Dạ. Dạ. Chị tên gì vậy chị? Chị Hội. Dạ chị là con gái của cô hả? Con. Nghe Út của cô Hạnh. Là cô chín nó rồi. Cái tiếng mẹ, cái đi thấy. Ủa mình phải đợi nó bảo hiểm nó chưa hả chị? Quên đem nó. Em tưởng đâu em nói mà phải đợi nó bảo hiểm. Dạ. Đi cẩn thận nha con. Đi cẩn thận nha. Ở cái này bỏ vô vỏ đi con. Máng xe đi con. Ừ. Cột kỹ lại rồi máng xe. Ở mì á, nước thì đem theo. Tại vì hồi nãy mình với Yến mua ba ổ lận. Mình mới đưa ổ mì cho anh này, lát nữa mình cho mấy anh chị ăn. Tại vì nãy mình mua dư ngổ cho cô, mình đâu có nghĩ là cô đi chung đông với mấy chú mấy anh gì đâu, mình không biết. Mình tưởng đâu riêng mình. Mình đi chung một đoàn vậy luôn á hả cô? Đi một đoàn luôn, chứ trong rừng là mấy người mới hả? Dạ. Rồi mình hẹn nhau mấy giờ mình xuống tới chỗ này lại hả cô? Người đi về xuống trước thì đợi. Dạ. Cô nói lên rừng hồi đi là mỗi người mỗi một ngã khác nhau. Rồi xứng nhau xuống đây. Hả? Ai mà xuống trước thì chờ người xuống sau. Giờ bắt đầu mình xuất phát. Ai cho cao hơn, còn ai cho hải. Ai cho cao ai nhìn bà cả.
Yến quải khúc rồi lát nữa cô Khánh quải khúc nha. Được không con? Cô đi tước đi con. Mình phải leo vô cái bức tường này. Có là từ thôi. Xin lỗi từ thôi nha con. Được không? Cái tay bằng gùi một bao người ta đi được. Cô là nghe cô từ hồi xưa. Hạnh phí là cô rồi. Lấy măng suốt đời suốt già. Cô lấy măng từ lúc cô nhiêu tuổi con? Lấy măng. Mà anh cũng tầm nhớ tôi là lên rồi. Măng. Ủa cô Hạnh ơi, cái này là cái giếng hả cô Hạnh? Hả? Cái bự bự này là cái giếng hả? Giếng hầm. Cái giếng sao bự dữ rồi, để làm gì ta? Hình có 20 năm rồi đó. Hả? Cái giếng bự để làm gì cô? Ở trên này giếng này người ta làm cái điện á, cái nước điện đó. Ở thủy điện hả cô? Điện đó. Dạ. Thủy điện Đam Mi á hả cô? Đam Mi á. Dạ. Mình đi theo cô, bây giờ mình đi vô rừng nè. Chính thức đi vô rừng. Hồi nhỏ lớn mình chưa đi vô rừng lần nào hết. Đây là lần đầu tiên. Đi trước đi. Dạ. Cái ba lô này chỉ có hai bộ quần áo, một chai nước suối, một ổ bánh mì. Bánh ngọt, bánh mì ngọt. Còn đi mình có còn gói được miếng. Được không? Đừng lăn ngược xuống dưới chết luôn á. Chết bởi đứt trên. Mấy cái này 11. Ghê quá. Cố lên. Mời Phật chưa. Bây giờ đây mình sẽ đi thám hiểm. Có thấy mệt rồi đó. Mới lên tới đây mệt rồi. Ủa cái đường này là mình đi ghiếc nó mòn á hả? Ây da. Có cái cây gì gai không à? Rồi. Chị, cái đường này mình đi ghiếc là nó mòn vậy hả chị? Mòn quá, đi ghiếc mòn quá. Mình đang đi lên trên này. Đường đơn lắm. Cố lên. Ý nghe không được. Yến bò. Bò mà còn cầm khúc bánh mì nữa. Được không? Ơi ơi. Ôi, Yến đi dở quá. Mà đi có đi cẩn thận nha. Mình vừa đi vừa chặt vậy hả anh? Chặt đâu. Anh tới đây thở rồi, không biết ngồi về còn thở nổi không. Mệt thiệt luôn. Tối nay là sụi lơ rồi. Sụi 2 giờ luôn. Có anh Yến ơi, lần đầu tiên mình được đi vô rừng. Qua cái cầu nữa nè con ơi. Anh làm sao với cô Hạnh vậy anh? Hả? Anh làm sao với cô Hạnh? Dạ. Cháu mà.
Dạ. Dạ. Ôi đúng vậy. Thôi cô hính vậy chắc. Mình thấy mấy chị cầm dao theo hả, đi tới đâu mà thấy có cái cây gì là mấy chị chặt cho nó. Mỗi người đi một hướng. Dạ. Mấy chị dọn cây là để một hồi đỡ gánh măng về nặng á, đỡ mệt, đỡ bị vướng. Giờ cũng là 9 giờ mấy rồi, nên mặt trời đã chiếu xuống rồi. Đỡ một cái là trời không có mưa. Ở đây mình có mây không chị? Có khi nào mình đi mình thấy mây không? Nhiều mây chứ. Dạ. Mình vô đây mình thấy mấy cái gốc cây đây nó bự thiệt là bự luôn, mà nó có cái rễ nó quấn lên mấy cái cây khác nữa. Lần đầu tiên mình được đi vô rừng. Chị ơi, có khi nào trong rừng có cái con gì lạ lạ không chị? Có nào mình gặp heo rừng đâu không chị? Dạ. 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 Heo rừng là đồ quý. Có con cọp không chị? Dạ. Có con cọp này thôi. Mùi ngon đi. Đi thật như trong phim luôn. Ở dưới em coi phim em thấy mấy cái cảnh như vậy à, chứ đâu có được đi lên vậy đâu. Lần đầu tiên em được đi vô rừng. Mệt lắm chịu nha. Dạ. Mệt đấy. Dạ. Ở trong đây có khỉ không nha anh? Có nhưng mà đâu thấy. Dạ. Tối nó có gà nó thú không? Có chứ. Khi nào mà mình mới biết mình đang bị con dắt nó cắn. Ngứa. Đó. Nó ngứa. Đó. Dấu hiệu con dắt nó cắn là bị ngứa. Mười. Rất ngộ về bạn nữa thôi hả? Ở tư tỉnh mình thôi. Lúc này mình đi đỡ mệt hơn lúc hồi nãy. Lúc hồi nãy đi rất là mệt. Thì nó lại lại hơn chút rồi. Mình đi thì gì khoảng mình tổng cộng nguyên ngày mình đi về khoảng mình đi bộ bao nhiêu cây vậy anh? Chả biết. Đi mãi đi miết rồi. Không biết đâu. Rồi thôi anh nhớ đường ra ha anh. Nhớ chứ. Cái mây này. Cái mây ha anh. Còn cái mây. Con gai không rồi. Mình vô đây mình nghe tiếng chim kêu nhiều lắm. Ở trong đây có nhiều cây có gai, gai nhọn quắc luôn. Nãy hồi sáng mình đi mình quên bận 2-3 cái quần. Mình chỉ bận có cái quần bà ba. Đang lo mấy con dắt đây. Hồi gặp nó không biết làm sao. Ủa chị vậy giờ chị nhổ xong cây măng rồi hả chị? Ở trong rừng này thì mình thấy có nhiều cây tạp nhạp. Rồi, mấy cây này là mấy cây măng này măng tre ha, măng le vậy chị? Măng tre. Măng tre. Dạ. Lô. Lô ô. Dạ. Hôm nay là mưa quá nên măng cũng ít.
ổn. Mưa nhiều măng cũng ít nữa hả cô? Mưa ít ít thì măng nó nhiều. Hai giống nha. Dạ. Cây này gai. Gai không là gai. Cô đi kiếm măng mình thấy cực quá. Mấy cô vừa hái vừa chặt được cây măng là lột bỏ vô gùi liền, chứ không có phải để lông lá mà để vô gùi. Giờ bà họ còn mua rẻ. Dạ. Nó có 4 ngàn thì cái tồi. Cô nói lông lá thì mua rẻ, người ta mua có 4 ngàn ký, còn mình lột gì mình bán được 7 ngàn ký hả cô? Ôi, luộc về mới 4 ngàn à. Lột gì 4 ngàn ký? Mua. Dạ. Ôi. Dạ. Ôi, mình thấy cô chặt cây măng kìa. Để cô kiếm cây măng cho cô chặt. À cô ơi, con hái được cây đây nè cô. Nha. Mình mới vừa chỉ cho cô một cây măng. Đây. Cây măng này mập hù lù luôn cô ơi. Nè. Nó mập lù à. Rồi cô lấy cây xà bát. Xà bách chứ. Cô bữa nó. Đây cô lọt tại chỗ luôn. Cô lọt không có bị ngứa tay hả cô? Ngứa chứ. Mình quen rồi. Dạ. Thành ra nó không ấy. Được là bắt đầu cắt đuôi nè. Dạ. Vậy là bỏ vô gùi. Đầy một gùi đó rồi cô có giấu cái gùi đó không? Đầy một gùi đi đổ chỗ hồi nãy đó. Đổ xuống đi lội xuống cái chỗ mình để xe hồi nãy hả cô? Không, chỗ cái để cái bao đó. À, chỗ hồi nãy. Để mình đứng lại. Rồi mình đi tiếp. Dạ. Con nếu mà mấy lúc mà đang đi vậy rồi trời mưa rồi làm sao cô? Hả? Mấy lúc mà cô đi vậy rồi trời mưa rồi làm sao? Trời mưa cũng ráng mà đi chứ sao. À, con thấy có con cây nữa kìa cô. Đâu. Nó còn sống hả chết rồi? Đâu. Phải không? Ủa không phải. Chết. Nó lại cái chết rồi. Dạ. Trời mưa rồi cô có mặc áo mưa không hay cô dầm mưa? Đâu có mặc áo mưa, mặc áo mưa nó rét hết. Dạ. Mặc áo mưa bị dướng cây gắt. À, là cô để vậy cô dầm mưa luôn. Dính khóc, dính cây, dính đổ nó không mặc được. Dạ. Rồi cô để vậy cô dầm mưa cô đi luôn vậy hả? Ừ. Mình có đục mưa không hay là mình dẫn mình đi hái tiếp cô? Đi hái tiếp chứ, nó có đục mưa, nhưng mà đục mưa thì đâu có. Dạ. Không vậy là mình đi một cái đỉnh núi như vậy là mình... cái này cái kia đó lúc mà mình đi kiếm cục đó. Dạ. Ồ cái mà đó. Cô thấy được một cái măng nè. Cô đang. Cô nói là khi mà cô đi kiếm măng vậy thì rất là cực. Mà khi mà đi bán ra ngoài chợ thì bị người ta ép giá. Bà hồi nãy ha, bà đứng mình lúc mà mình đứng lại ha không cô? Ừ. Vậy là cô ra cô bán cho bà đó hả? Ừ. Vậy rồi bà cô đưa, sao mà cô bán cho bà sao mà mình đi võ thông mình về? Ừ. Dạ. Chỗ hồi nãy mình đứng lại mình chờ hai người hai xe đó. Cô đào cái gì vậy cô? Măng đây nè. Hả? À măng này nó mới nhú. Ừ. Nó chưa lên khỏi mặt đất thì cô bươi đất ra. Cái này nó mập nè cô. Ừ. À. Cô vậy rồi cô có về cô có làm măng khô cô bán không? Mà cuối mùa mới làm. Dạ giờ đầu mùa thì mưa nó nhiều. Mưa hơi không khô. Dạ. Cuối mùa mới làm. Dạ. Măng khô cô làm à? Cô không làm mấy người này họ làm măng khô tại vì là họ để nhiều cái già. Dạ. Cô cái măng nhỏ không? Dạ. Măng khô thì mà cô nói là măng khô thì măng già nhiều.
măng già vẫn làm được măng khô, còn măng non thì nó ngon hơn. Đây đựng cây nữa nè cô, ba cây luôn, ba cục luôn, ba mục. Nãy giờ mình thấy cô được nhiêu đây? Một ngày cô đi vậy cô, nhiều nhất là cô là cô kiếm được mấy gùi vậy cô? Nó kiếm là ba gùi. Ba gùi. Cho con bữa một cái gì? Một ngày đi cô. Hả? Cô cho con bữa một ngày thử được không? Ừ. Thử. Dạ. Để con làm thử thử. Sắp tới cho con đi chơi vòng chơi bài tháng như thế này. Ô đây còn hai mục ba mục luôn. Không bữa này nha. Ừ. Ô đây mục nữa nè. Tới đây hả cô? Dưới thôi lấy cái này lòng. Ừ. Nhỏ xíu vậy. Nhỏ xíu cái đó là non nhỏ. Cô là cô không lấy cái này. Chứ hả? Cũng cái bự thôi. Cái này mới còn mình được nhỏ đó. Măng vậy rồi ngày nào mình đi cũng có hết không cô? Hay là nay mình đi cái đỉnh núi này mời mình qua đỉnh núi khác? Ừ, một tuần mới qua núi lại, núi đây lại. Dạ. Nửa tuần sau mới qua lại cái đây. Dạ dạ. Em té à? Cô nói là khi mà đi nha qua cái núi này á thì một tuần lễ á cô mới quay lại một lần rồi ngày mai á cô lại qua cái đỉnh núi khác. Cô ơi, ngoài mình ra thì có ai vô đây hái măng nữa không cô? Có chứ, nhiều lắm. Rồi sao mình biết người ta có đi rồi mà mình không có đi, mình kiếm chỗ khác nữa? Thì họ biết họ đi, mình biết họ đi hướng nào, mình đi hướng nào. Mình hỏi thăm người ta hả cô? Ừ. Dạ, mà đa số á người đi lấy măng là người đồng bào phải không cô? Đồng bào không. Người Kinh người ta không có đi hả cô? Người Kinh chỉ mua thôi. Dạ. Có tiếng rồi. Cô nói là người Kinh là chỉ mua măng thôi chứ không có đi lấy măng. Chỉ đi mua thôi. Cô nói cô đi lấy măng lúc cô nhiêu tuổi? Cô đi hơn 20 năm rồi. Dạ. Là suốt ngày quanh năm suốt tháng tới mùa mưa là cô đi. Mùa mưa là đi. Rồi mùa nắng cô không có đi lấy măng thì cô làm cái gì? Mùa nắng không lấy măng, đi hái rau, rau bếp á. Dạ. Mùa đi này hả? Có ra rau bếp đó không cô? Rau bếp đó không? Có, mà mùa này có thì ít. Dạ. Hả, chút nữa mà cô hái cái lá rau bếp đó, cô chỉ cho con với nha. Đây là không có. Mùa nắng là cô đi hái rau bếp xuống Ba Sa kìa. Dưới Ba Sa đó. Là gần đây không cô? Không, qua dưới đèo Đức Mẹ đó. Dạ. Chỗ đó mới có. Dạ. Hình như cô là người đạo Công giáo phải không? Dạ. Con hồi nãy con thấy cô đi ngang á. Ừ. Thấy cô giơ tay lên. Ừ. Cái gì? Tại vì mình trong rừng trong núi mình không biết gì hay thì mình kia xin Đức Mẹ để cho em đi cho bình an đó. Bình an. Dạ. Cô có thu sẻ gì hết á? Dạ. Ôi, hai cái mục măng mới nhú à. Bây giờ con mũi nó cắn. Con. Dạ. Thôi, măng te nhóc có ai vô đây đốn te không cơ? Khó chứ. Bên này họ không đúng. Đó thế ngoài đường họ đúng che họ bán á. Dạ. Rồi te này là của rừng. Ai muốn vô đốn thì đốn hả cô? Không, không có. Cái này ông kia ông xin dùng với kiểm lâm nếu mà xin kiểm lâm hả? Ừ. Đi hôm trước là mấy ông nó không cho đi đâu. Dạ. Cái hôm trước ông bác mặn không được đi này mà kè cô mới nói là sao bà không cho đi lấy chạc thì nó mới hết. Rồi mình lấy măng rồi